Trong cái hành trình của chúng ta ngày hôm nay đó chính là hang rùa. Tại đây chúng ta có ba sự lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là chúng ta trèo kayak. Hai người sẽ ngồi trên một kayak và chúng ta sẽ phải tự trèo. Sẽ mệt một chút đi ạ, hơi mệt một chút và sẽ bị ướt, chắc chắn là sẽ bị ướt. Hãy cẩn trọng lấy cái điện thoại của chúng ta, bởi rất nhiều người đã làm rơi điện thoại khi mà họ trèo kayak. Cái lựa chọn thứ hai là ngồi thuyền nan. 7 đến 10 người sẽ ngồi trên một cái thuyền nan và sẽ có người chèo cho chúng ta. Tuy nhiên là thuyền nan nó không thú vị bằng kayak. Chúng ta chỉ đi thuyền nan trong khoảng chừng 20 đến 25 phút là chúng ta đã về rồi. Kayak thì chúng ta đi lâu hơn một chút là khoảng chừng 30 đến 35 phút. Và cái lựa chọn này là lựa chọn có tính phí. Tại đó họ có một cái dịch vụ rất là hay, đó chính là đi cano. Cano thì nó sẽ đi tốc độ cao hơn một chút và nó sẽ đưa chúng ta ra cái vùng lõi di sản, nơi mà chúng ta có thể quay video hoặc là chụp ảnh. Đấy được coi là một trong những cái nơi mà chụp ảnh đẹp nhất tại Vịnh Hạ Long. Nếu mà các chị mà không muốn bị ướt đấy mà muốn chụp được nhiều ảnh ấy thì chúng ta có thể đi cano. Cano rất là hay, cực kỳ hay. Và sau khi đi cano xong thì chúng ta về, chúng ta cũng có thể đi thuyền nan hoặc kayak đều được, bởi vì chúng ta vẫn có đủ thời gian để thực hiện cả hai hoạt động tại đó. Đối với bản thân em khuyên mọi người một là đi cano hay là đi kayak thuyền nan, nó không bị ướt. Cano và thuyền nan nó không bị ướt và chúng ta cũng có thể chụp được những dạng cực kỳ đẹp, đặc biệt là đi cano. Cái giá vé cho một người đi cano là 230.000 cho một vé. Nếu mà nhà mình có nhu cầu đi cano ấy thì chúng ta hãy nói lại với nhân viên trước khi mà chúng ta đến đó, bởi vì chúng ta cần phải book vé trước khi chúng ta đến đó. Ladies and gentlemen, so the next is going to the kayaking spot. So there are three options for you to choose in there. The first option is a kayaking. Two people will stay on the one kayak and you have to book by yourself. We will be wet when we do kayak. That is why if you want to do kayak, you should change by the swimming suit. The second option is a rowing boat, 7 to 10 people.